Vậy là Mai Văn Trúc quyết định hủy hợp đồng, sau đó hợp đồng mới chuyển qua Mai Văn Tùng như lãnh đạo. Mỗi tháng Mai Văn Trúc có nhiệm vụ đi đóng tiền, Mai Văn Tùng với đưa tiền, trời ơi. Em quay của Phong Quý nha. Hai nhân viên đang làm việc. Mời anh đặt bút vô đi, mình nói nhiều quá. Thế là anh tí chấm dứt giá trị pháp nhân đối với hợp đồng quay. Chính thức sử dụng gói quay của Home Credit, lãi suất 0%, đóng phí bảo hiểm. Nhỏ này đang tư vấn, ngày qua nó không tư vấn. Chẳng qua trường hợp anh hy hữu quá, hồi giờ không gặp. Không gặp nữa, chỉ gặp rất là nhiều nha. Chứ không phải là không gặp. Đó, xin lỗi. Không phải, mình không biết nó lỗi gì nhưng mà mình biết. Lỗi mất hết. Nhiều có một loại chứ. Tùng mình đặt phòng cho con mình nhé. Sau một hồi anh Tùng khui ra và đặt phòng, không phải là người gặp. Thank you.
bay mùi khác liền nha. Nhúng đồ ăn quá hả? Hồi đêm cũng bay mùi vậy. Thường cái hộp là người ca sĩ hai.